Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chơi một cái trò chơi là người cuối cùng ăn trái cây lắc siêu chay, người cuối cùng thắng sẽ được 500 ngàn nha mọi người. 500 ngàn tiền mặt bằng hiện kim luôn nha. Rồi mình sẽ phát một tờ giấy, mỗi đứa một cứ ghi là thí dụ muốn ghi cái gì thì ghi vô đây. Em ăn chanh lắc, xài lắc cái gì lắc vậy đó, cấp độ mấy thì ghi vô luôn. Sau đó mình sẽ bóc số, bóc ra thí dụ bạn Hào, bạn Nam đi. Bạn làm cái này, mình chọn đều lên, ví dụ bóc được của bạn Hào thì mình làm có thể của bạn Hào là tất cả cùng ăn theo của bạn Hào luôn. Còn bóc được của bạn Huy thì tất cả cùng ăn theo bạn Huy. Còn bóc da bạn Na thì tất cả ăn theo bạn Na luôn. Rồi, mới hiểu chưa? Hiểu luật chưa? Ok. Giờ em phát cái giấy nè, tự suy nghĩ, tự ghi nha, không ghi sao ghi nha. Giờ đi đây. Còn số 9, còn mày 2 tờ á. Còn tờ à? Mày 2 tờ mới đúng á. Vậy tới bạn nào không? Chưa chanh nó cho nó sợ. Giờ tới bằng nào ghi tiếp? Mày lên lên lên. Okay. Dạ cho quay ghi, bí mật. Hồi nãy là hai má chị chậu luôn. Ghi tắt. Ghi cái nào mà dữ dằn cho nó sợ. Xài chân tắt. Tắt hả? Ghi nào ghi? Tắt ghi dạ. Bí mật nha, để cho tôi nói. Dạ. Bước lên nào, dài cái dạng mà. Đặt đầu tay á. Ghi tiếp bên đây luôn. Ghi cấp mấy luôn. Xếp lại. Lấy cái nào, xếp đây. Giống mấy đồng minh kia không? Mình đã có cái kết quả thăm dò số phiếu của những đồng chí này rồi nha. Không ai biết ai ghi số nào đâu. Bây giờ ai sẽ là người đại diện bóc? Cái này là mình cho mọi người trong đây là đại diện cho mọi người, chứ mình không phải là bắt nha. Giờ tôi sẽ ra 5 đứa, tôi sẽ đứa nào ra sau cùng đó bóc. Quay qua tôi sẽ ra sau cùng được bóc nha. Đếm đi. Rồi. Game này bạn Nga sẽ làm người bóc cho mọi người. Rồi, bạn Nga bóc nha. Em thắng niềm cuối cùng rồi. Bóc chúng. Không, bây giờ nè, để cho công bằng nè. Đó. Mình không nhìn, mình cũng không biết cái này cái gì à. Từ ở trên là 1, 2, 3, 4, 5. Giờ muốn chọn số mấy? Số 4. 4 hả? 1, mày dép vô 2, 3, đây, số 4 này. Lật cho mọi người xem luôn. Xài cấp độ 15. Thằng Hào ơi. Xài cấp độ 15 nha mọi người. Xài mình chuẩn bị xong nha mọi người. Đây, phần thưởng cho người thắng cuộc nha. 500 ngàn bằng hiện vật nha. Đây. Đem đấy, bỏ túi sẵn chưa? À, em chuẩn bị bước xe lắc rồi đó. Bỏ này vô hả?
xét nước nào. Vì là chanh không được có lộn, xài không được vui mọi người, nên mình sẽ cho thêm một quả chanh nữa nha. Hồi nãy ai bóc quên này? Bạn Na hả? Bóc vô cấp mấy bạn Na? 15 cấp 15. 15 thì các bạn cũng biết rồi đó, đón thôi. Cay sao? Siêu cay. Khủng khiếp. Đây, cấp 15 là 15 môn ớt cho mọi người. Mười bốn, mười lăm. Wow, anh thấy hấp dẫn rồi đấy. Theo dòng, tại 500 ngàn dán đây quá. Tạp chuyện à. Tại mày, tại người ghi này. Mà mày đang ngồi ngay trước mặt. Chưa, đầu tiên chứ mình. Trời ơi, sao rồi. Ủi, ủi, ủi. Mùi tiền từng là thơm. Rồi à, bắt đầu từ bạn Nam đi ha. Cô vứt nha. Cô vứt. Rồi, bạn Nam. Em gã. Thấy sao bạn Nam? Cay không? Cay hả? Giờ tới bạn Hậu đi. Chơi sao? Nãy sao không có được em? Tới từ Ấn Độ. Thế em chưa? Cứ bạn sau thì các bạn chút được 10 sóc ớt liều nữa nha. Hỏi lửa. Đây! Đi đây! Đi đây! Được, được. Lát tới bạn Na thì bạn hạt bạn hơi rớt lại. Lát gì nhất ớt hết. Lát bạn hơi. Xong chưa? Thấy sao không? Bình thường. Đang ý. Có cay không? Không. Có cần thêm cục đậu không? Còn. Không. Mình chưa. Lẹ bỏ. Bỏ cái này mới chết nè. Bỏ này nhiều. Không được uống nước nha, uống nước khô nha. Cứ ớt hết. Đâu, nó đâu. Nè. Đừng có lắc nó. Rồi. Lắc ngu. Lấy cái muỗng trộn lên mới đó. Cái gì mới giữ? Cộng số ta. Trời ơi. Trời. Cái gì mình nên làm lạnh trước khi mình ăn? Ăn miếng nhỏ kìa chú Bình. Được quen, được quen. Không, miếng nhỏ nhiều quá không? Miếng gà công nghiệp. Rồi cho bàn tay. Thấy sao bằng nào? Không cay vậy chưa? Không cay hả? Này miếng nhỏ mà sao cay. Chớ này nhiều chú Bình này. Không, cái này nhiều mới cay. Uống thêm 15 vô. Chứ thêm chú Bình. Thôi chú Bình ơi, chứ em nói vậy. Làm cho đúc đúc luôn đó, giờ tức bằng hào đúc cho bằng nguyên lỡ miếng bự hào. Anh em tốt mà phải không, tình cảm với cái ơ thái đúc không gà lẹ mày làm cái gì vậy kỳ vậy, có hồn mày chơi kỳ được không? Được mà, được hết á. Vậy, ở không được làm vớt, làm thằng xanh làm vớt là nửa vớt rồi đó. Tiêm vô, sớt ớt vô. Bằng Huy đút, đút bằng Na nè, lửa miếng bự bự Huy, ớt nhiều Huy. Chét ớt ở dưới đổ lên nè, chét sâu vô. Thầy biết đâm không vậy? Đâm sâu gãy tao luôn. Ồ, nhiều lên nữa. Vậy nè, tao làm cho con này ngu quá. Làm cho lần giống. Cũng được. Chưa, từ từ. Cậu định 10 ngàn lại, bỏ vô cậu. Kìa, ăn lẹ kìa, nó gớt. Giờ bạn Na đút bằng tay nha. Chị em thương tàn nha. Không, nói chung là chơi game này là không có chị em gì chưa. Từng với anh em tính thế này đây. Cài. Xong thêm tay. Mình nghĩ bạn ta sẽ là bạn ta sẽ đồng hành nghe đây. Bạn thấy vô coi, bạn sẽ vô luôn. Nhiều chưa kỳ dạy thích thích chưa kỳ dạy hôm nay cắm cả
Giò xong rồi chưa kỳ dậy, giò đút đi lẹ. Tay thương con thua gia nhã thua. Giờ tới thôi bạn nam thì để bạn Hào đút nha. Giờ lại cưng cưng ngồi ừ, đút đút chừng năm ít đó thôi. Hào hai tay cho là nhỏ ít đó thôi vậy. Anh em phải quan tâm nhau xíu. Bàn tay, bàn tay thua, bàn tay ngã. À, cái thời gian uống một miếng nữa là thôi. Ê, tay uống nước thua. Bạn tên lúc bàn tay thua rồi nha. Cái gì vậy chú bình? Em uống miếng nước rồi. Ít thôi thằng chó đây. Mẹ thêm bớt rồi. Rồi. Tay công thêm đâu? Chú bình kêu đúng. Không thêm bột. Lẹ nó gớm nè. Lẹ lắm. Quá. Sao đâu hàng không mày chứ kỳ vậy. Ê, để tao ghim vô tao vậy. Tao ghim vô. Vậy mày cầm cái cây này. Đây, đây tao cầm. Đây. Rồi. Ăn dây vậy chứ mình. Dây rồi. Không được nha. Đó. Bạn Huy lúc bạn rút lại cho thằng Hào. Chơi lâu Huy. Em lựa cái miếng nào bự Huy, bỏ bao nhiêu được. Nước nhiều lên. Đó. Quá tầm thường. Quá nhiều nha. Nha. Cái miếng này là bít cái hồng bằng Hào luôn rồi đó. Tôi nhớ mày lên gờ sớm đi. Anh ăn hết thau còn được. Ghê à? Lát này nhầm nhỏ vậy. Hai giờ ăn hai thau còn được. Liếm mép. Thế nào? Quá tầm thường. Giờ tới bạn nào đó cho bạn Huy. Nào đi. Ít thôi nha. Tháng sau nào? Trời quá. Tâm nữa nè. Thôi em nè. No. Không múc bớt. Không lát nữa. Dạ. Bạn nào xong vòng này mình sẽ ra thêm một món ớt thôi nha. Rồi bạn Hào, bạn Hào cho mình đi. Rồi để anh làm cho. Đây bỏ ớt vô cho. Rồi để anh 500 ngàn này chắc dễ xơi quá ha. Đây ớt này nha mọi người. Yeah. Ừ, nó nồng. May quá tập trước. Mình được những cái mình được những hạng như hạng 2, hạng 3 mình giữ gì không? Mình. Gì? Thằng 2, thằng 3 được nhận gì không? Nhận không ớt. Trời ơi ghê quá. Ai muốn sống thì gờ đi nha. Ai da chết mồm. Giờ tới tới con đúng không mày? Bạn nào khóc vậy? Không có. Tôi ớt dần mắt khóc đi. Rồi bạn Hảo đút chút cho anh Nam đi. Rồi em đầu hàng. Gì? Gì? Thua hả? Em thua. Bạn bạn Nam thua em rồi, quay qua đây. Quay qua nói. Đầu hàng hả? Đầu hàng. Em đầu hàng. Dạ ok, còn ba con cài chiến nha mọi người. Ủa, chiến vô mắt cài quá. Liệu game này bạn Huy có gì được bạn Hảo? Em đã không bao giờ thắng trận hết rồi. Trời ơi, thắng. Huy đút cho anh Hảo. Chết mày giờ con. Em hấp dịu rồi. Quá tầm thường. Hồng da. Vô kỳ vậy. Tèo nhiều quá. Không, trong phim người ta muốn núp ăn người ta nắm đầu. Ôi trời. Đây tự ấy. Không.
À. Ai đi con mẹ đúc. Bạn nào đúc cho con ơi. Để miếng nào bự nè. Miếng bự hay chú Bình ok chú Bình luôn. Mấy tiêu diệt được tôi nói chứ, cái gì sao tiêu diệt. No! Stop! Ốc này nè. Please. Lẹ đi. Lẹ hơn. Bạn Hảo đúc cho bạn nào bạn Hảo. Trời chết sớm. Chết rồi mà chết. Bự lắm rồi nha. Đúc cái mỏ vô đây. Vậy tới bạn Hảo lúc là cho bạn Huy nè. Là sao? Em đúc không? Không. Em đúc cơ. Lộn rồi, Huy đúc. Huy đúc. Cút. Để bố mày. Cái miếng bự kìa Huy, miếng bự kìa. Miếng bự chằn chằn luôn kìa, miếng trong bự. Miếng rồi, giờ chơi kỹ gì vậy rồi. Ơi ra đi không. Một miếng rồi, không biết anh Giang. Bạn ơi. Mày chó này Giang chứ. Lắp ớt lên nào. Đã em muốn dùng ớt cho. Mẹ. Dạ cút. À. Nào đút cho Huy lại lên, đút lẹt lên liên tục liên tục. Thôi quá. Không. Mình có công nhận như là bạn nào không muốn tiêu diệt bọn Huy á. Mày Bình Hảo lúc cho nào, nó không tiêu diệt khi thì mình tiêu diệt nó. Nước rồi, nước rồi. Mời. Này, đưa nước nữa. Chưa kỳ vậy, nhảy gì vậy? Còn là siêu chứng minh ăn cay không? Tiếp Huy đi nè. Huy tiếp, đúc tiếp bằng hông? Lấy miếng bự lắp ớt nó nhiều. Lấy miếng bự lắp ớt nó nhiều. Bự hả? Cái này hả? Còn cái này nè. Ồ ok, múc đi. Em múc ớt kìa. Anh cần mỗi tấc ớt này. Ui da. Trả thù lại. À. Mẹ lắm. Mẹ bên nhau bạn nhớ. Cái miệng mà hào bữa thiệt. Đúc Huy nữa. Chưa, để em nguội. Không nguội nó ngộ á, đúc liên tục. À bây giờ được chưa liên tục nữa nha. Nhỏ thôi. Bạn bây giờ thì bạn Nam ngồi bạn Nam điểm đi, trong vòng 10 giây mà không rút đúc thì người đó thua. Điểm nào? 10. Gì vậy? Trên. Rồi, bạn Hào giết. Giết. Để mình lấy vàng cho nó treo quá. Đó. Giết. 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 Huy giết. Múc bớt nè. Khỏi đá bớt luôn, khỏi đá bớt luôn. Bây giờ khắp khỏi đá bớt luôn. Đợi miếng bự rồi. Đang lưng tâm đi. Nè. Ăn tao cái mặt nó mụn luôn. Ớt vậy luôn. Không lắp, không lắp, không, đừng lắp ớt, đừng lắp ớt. Đừng lắp ớt. Đừng lắp ớt, lửa ớt nhiều thôi. Đỏ bá, đỏ. Rồi, xin thua. Trời, trận chiến chỉ còn lại hai bạn nha. Trời ta. Mời. À, đúc chờ. Tớ Hào, uống Huy đúc Hào. Hey, dòng này được quyền uống nước. Một đứa một lần, hai thằng uống đều luôn, một uống một lần. Thằng này uống hết thì kiên nhẫn. Chắc nóng hết. Uống hết luôn, uống hết luôn. Uống hết luôn, uống hết luôn. Hết luôn hay rồi, uống hết luôn. Hết luôn, nhà, cố gắng lên. Mẹ. Em không uống nước. Không uống hả? Tiếp bằng hơi đúc bằng hào đi. Chết rồi vậy con.
Cho hết cay rồi. Đông rồi rồi. Rồi. Chín. Sao bạn Na thấy sao thua? Cay quá cay. Tình kia chán quá. Phải. Thấy rồi. Đâu đúc nữa. Đầu quyền đúc liên tục nha. Khoai đúc. Đầu quyền đúc liên tục. Đúc rồi cho nhà không kịp luôn. Anh được không? Rồi, người chiến thắng. Rồi quay cổ cây. Người gì đâu mang máy sợ luôn á. Học được thèm muốn hết luôn. Game này bạn Hào thắng rồi Hào. Đây. Bây giờ ngày hôm nay là bạn Hào là người chiến thắng nha. Nếu mọi người thấy làm những thử thách như thế này hay thì mọi người cho team mình xin một like, một đăng ký kênh mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.